Xin chào các em đã đến với kênh đồ chơi Toy for Kids. Hôm nay Toy for Kids có một món đồ chơi mới, đó là đồ chơi xe buýt 2 tầng. Xe buýt tuyến số 10 khởi hành đi London. Xe buýt này gồm có 2 tầng. Đây là tầng 1 và đây là tầng 2. Còn đây là cầu thang để đi lên tầng 2. Bây giờ chúng ta hãy nghe tiếng còi của xe buýt nha. Và tiếng máy nổ nữa nào. Và đây là bác tài xế. Và đây là anh soát vé. Bây giờ chúng ta hãy để bác tài xế ngồi vào vị trí lái xe nhé. Và chúng ta hãy cùng đi đến đón khách nào. Còn đây là trạm xe buýt này. Đây là một bà già đứng đợi xe buýt này. Và một ông già nữa này. Cả một vị khách du lịch và một chú công nhân nữa nha. Xe buýt sắp đến rồi, chúng ta hãy chuẩn bị lên xe buýt nha. Bây giờ các hành khách sẽ mua vé nào. Bán cho tôi một vé nào. Vâng ạ. Cảm ơn. Tôi cũng muốn mua một vé nào. Dạ đây ạ. Cảm ơn. Anh công nhân cũng phải mua vé nữa nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xếp hàng để đi lên xe buýt nha. Chúng ta hãy ngồi lên xe buýt nào. Nào, bây giờ xe buýt sẽ khởi hành đi nha. Tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các em đã xem video. Nếu các em thích video thì hãy đăng ký kênh để xem nhiều đồ chơi mới nữa nhé. Tạm biệt các em.